Gần đây chúng ta thấy được một người minh tâm kiến tánh, Thái Hiền Lão Hòa Thượng ở chùa Phật Lai Nam Dương, 112 tuổi, vãng sanh vào năm ngoái, tháng Giêng năm ngoái, vãng sanh được hơn một năm rồi. 112 tuổi vãng sanh, Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài dùng phương pháp gì để đạt đến minh tâm kiến tánh vậy? Chính là một câu Phật hiệu. Cho nên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Niệm A-di-đà Phật có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh, lý nhất tâm bất loạn. Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng tôi làm sao biết được chuyện này vậy? Chúng tôi nhờ xem thấy từ đoạn băng. Lúc Lão Hòa Thượng nói chuyện với mọi người, chính Ngài nói ra, Ngài bảo, Ngài cái gì cũng biết, chỉ là không thể nói. Cái gì cũng biết, lời này không thể nói một cách tùy tiện được đâu. Nếu như bản thân Ngài không phải thật sự cái gì cũng biết, mà nói lời này xem như đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là địa ngục A Tỳ. Cái gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh, cũng là lý nhất tâm bất loạn. Ở vào vị trí này, vãng sanh thế giới cực lạc, sẽ sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Năng lực của Ngài đạt đến mức đó rồi. Nếu chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, sẽ nhận được sự hưởng thụ giống như các ngài vậy, đối đãi bình đẳng. Đó là gì thế? Là do được oai thường bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cái này chúng ta cần phải cảm ơn Phật. Nguyện 20 trong 48 nguyện của bộn kinh có nói, sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát chính là Bồ Tát của cõi Thật Báo. Vì vậy bộ kinh này, pháp môn này không thể nghĩ bàn. Chỉ cần vãng sanh, dẫu sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hà hạ phẩm vãng sanh, thì sự hưởng thụ đại ngộ nơi thế giới cực lạc là mức đại ngộ của cõi Thật Báo, hưởng thụ của cõi Thật Báo. Điều này thật bất khả tư nghì. Chúng ta phải tin vào Đức Phật, Ngài nhất định không bao giờ vọng ngữ. Đó là sự thật không hề giả. Chúng ta vẫn hãy từ câu chuyện có thật của Hải Hiền Lão Hòa Thượng thấy ngộ được chánh pháp. Pháp vận của Phật có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp, với diệt pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay vô lượng pháp môn đều không ngoại lệ. Chỉ có một pháp môn là ngoại lệ, chính là pháp môn tịnh độ. Vì sao? Pháp môn tịnh độ là chánh pháp, vĩnh viễn là chánh pháp. Nó không có phân chánh tượng với mạt. Vì sao?
Trên kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, pháp vận của Ngài dùng tiêu chuẩn gì để định ra vậy? Kinh Đại Thừa nói rất cặn kẽ. Có người thuyết pháp, có người nghe pháp, có người tu hành, có người chứng quả. Đây gọi là chánh pháp. Thế Tôn năm đó còn tại thế, Phật là người thuyết pháp, người nghe pháp, người chứng quả. Rất nhiều. Sau khi Thế Tôn diệt độ, 1000 năm đầu tiên, chúng đệ tử đi thuyết pháp, suy không được thù thắng như thời còn Đức Phật, nhưng thuyết pháp không có nói sai. Có người nghe pháp, có người tu hành, có người chứng quả. Có người khai ngộ minh tâm kiến tánh. Đó là chánh pháp. Đến 1000 năm thứ hai, dân số tăng thêm, xã hội phức tạp, bên ngoài nhiều thứ cám dỗ, lòng người bị mê hoặc, mất rồi. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có tu hành nhưng không có chứng quả. Có người đắc định nhưng chưa khai ngộ. Đây gọi là tượng pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành chân thật, đương nhiên sẽ không có người chứng quả. Đây gọi là mạt pháp. Duy nhất chỉ có Tịnh Tông. Tịnh Tông, bạn xem có người giảng kinh, có nghe kinh, niệm Phật, chính là tu hành. Có người niệm Phật, vãng sanh chính là chứng quả. Thật sự có người vãng sanh. Vãng sanh rất nhiều. Vì vậy chỉ có mỗi tịnh độ. Cái tông này dẫu cho đã đến thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, 100 năm sau cùng, thời kỳ pháp diệt, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn. Bộ kinh này bị diệt sau cùng nhất. Sau khi kinh này diệt mất, vẫn còn câu Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này vẫn còn truyền thêm 100 năm nữa. Đến thời kỳ đó, niệm câu Phật hiệu này đều có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hay nói cách khác, Tịnh Tông từ đầu đến cuối đều là chánh pháp. Mười phương chư Phật sát độ, không một vị Phật nào không rao truyền pháp môn này, không vị Phật nào không giảng Tịnh Độ Ba Kinh. Hay nói cách khác, những kinh điển khác cần phải quán cơ. Có cái căn cơ ấy thì nói cho họ nghe, không có căn cơ ấy thì không nói. Chỉ có mọi pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, thâu chọn lời độn, nên nhất định phải giảng, mà còn nhất định là nhiều lần tuyên thuyết. Chúng ta học Phật cần phải làm cho rõ ràng, sáng tỏ những việc này. Trong tình hình xã hội trước mắt, chỉ có pháp môn này mới có thể đảm bảo đời nay của chúng ta thành tựu. Khải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Một câu Phật hiệu, trong tâm
ngoại trừ có Phật hiệu này ra, cái gì cũng không có. Mặc áo ăn cơm, Phật hiệu trong tâm không gián đoạn. Công việc của Ngài là trồng trọt, làm lụng. Hơn nữa, Ngài lại là một người hết sức cần mẫn, có sức khỏe. Lại hết sức chịu thương chịu khó, trồng trọt hơn 100 mẫu đất. Chùa nhỏ là một cái chùa nhỏ ở dưới quê, có lẽ chỉ cần 4-5 mẫu đất thì sinh hoạt đã có thể duy trì ổn thỏa rồi. Chùa nhỏ không có người đến thắp hương, không có hương hỏa, không có cúng dường, không có thu nhập, toàn phải dựa vào lao nhọc của bản thân mà thôi. Ngài xuất gia 92 năm, trồng trọt cũng làm suốt 92 năm. Nguồn thu hoạch lớn nhất nhưng Ngài không bán lấy tiền, thấy điều dùng đó để cứu tế chẩn bần, tiếp tế những khi bị thiên tai mất mùa, khi không có lương thực để qua ngày. Bạn xem, Ngài một lần quyên góp đã hiến tặng hết mấy ngàn cân lúa mạch. Đây đúng là bố thí chân thật. Tài bố thí, nội tài bố thí, ngoại tài bố thí. Ngoại tài chính là thu hoạch của Ngài, số thu hoạch góp được từ mùa màng, lương thực, rau cải, trái cây các thứ. Nội tài chính là thế lực của Ngài, tự mình cày cấy. Chín mươi hai năm một câu Phật hiệu, bản chất con người Ngài thật thà nghe lời làm thật. Kiểu người như vậy rất khó tìm. Sư phụ Ngài cao minh, tuyệt đối không phải người bình thường. Gặp được người học trò như vậy, biết Ngài nhất định có thành tựu, đến nói với Ngài pháp môn thành Phật, tính nguyện trì danh. Ngài một đời thật thà chung thật, làm đến được trọn vẹn viên mãn. Suốt một đời không có lấy một vọng niệm nào, không có vọng tưởng. Lão thật chỉ có mỗi một câu Phật hiệu, sư phụ dặn Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Thế là Ngài niệm đến cùng. Người như vậy, tâm thái của họ tốt, thành thật, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Nếu có người có cái tâm như vậy, không ai là không thành tựu cả. Cho nên sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu. Người như thế, hồi trước chúng tôi có thấy qua Đàm Hư Lão Hòa Thượng, thợ phá nồi được nói đến trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, là một người thật thà nghe lời làm thật. Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông một câu A Di Đà Phật, cũng bảo ông cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, không phân ngày đêm. Ông niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh, biết trước ngày giờ. Thái Hiền Lão Hòa Thượng 3 năm có thể đạt đến trình độ đó không? Tôi tin Ngài đạt được. 20 tuổi Ngài bắt đầu niệm,
có lẽ khoảng 23, 24 tuổi, Ngài liền niệm đến công phu thành phiến. Người chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến. Đến để làm gì? Để thọ ký cho họ. Chính là đến nói với họ, thọ mạng của con còn bao nhiêu? Đến lúc con mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Lấy niềm tin và nguyện tâm của người niệm Phật kiên cố, không lùi, Phật nhất định đến, nhất định sẽ tiếp dẫn họ. Đồng nghĩa báo rằng ở thế giới cực lạc, bạn đã có nơi ăn chốn ở rồi, vì vậy Phật nhất định sẽ đến. Ngài hãy hiện niệm thêm 3-4 năm nữa, Ngài có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Lại tiếp tục thêm 4-5 năm nữa, Ngài có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài bảo Ngài cái gì cũng biết. Lúc đó là lúc nào? Tôi đoán vào khoảng năm Ngài 40 tuổi, Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thọ mạng của Ngài tôi tin không được dài như thế đâu. Vì sao tuổi thọ của Ngài lại dài đến như vậy? Do A Di Đà Phật kêu Ngài biểu pháp. Bạn xem, Ngài có nói một câu, tôi mấy lần thỉnh cầu A Di Đà Phật đưa tôi vãng sanh, A Di Đà Phật bảo tôi không tệ, muốn tôi ở lại thế gian này biểu pháp. Thọ mạng là do A Di Đà Phật kéo dài cho Ngài. Trong những lời nói đó, chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Bạn phải nghe cho ra. Bạn nên hiểu cái biểu pháp ấy là mang ý nghĩa gì. Chúng tôi thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư một đời thế Phật 4 lần. Ngài trước giờ chưa từng nói với bất kỳ ai. Chúng ta nghe Lão Hòa Thượng nói một câu như vậy, tôi đã mấy lần yêu cầu A Di Đà Phật mang tôi vãng sanh, Phật không chịu. Đã mấy lần rồi. À, 92 năm, tôi ước tính Ngài thấy A Di Đà Phật, thấy Tây Phương thế giới cực lạc, chắc chắn không chỉ 10 lần. Viễn Công Đại Sư đã có đến 4 lần. Vì vậy, Phật để Ngài ở lại thế gian này vì muốn cho người niệm Phật tăng thêm tín tâm, tăng thêm nguyện tâm. Vì sao? Bởi vì Tịnh Tông chúng ta mười mấy năm gần đây hứng chịu kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử, trong lịch sử Trung Quốc không tìm thấy chuyện như vậy. Người phê bình rất nhiều, đều chưa từng thấy qua, khiến cho vô vàn người nảy sinh hoài nghi đối với bản hội tập của cụ Hà Liên Cư. Đối với cái bổn này, bổn chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ đều không dám xem tới. Sau cùng, hình như có 3-4
đệ tử mang theo quyển sách này đến chùa Lai Phật Tự tặng cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng bèn hỏi, sách này là sách gì vậy? Mọi người nói với Ngài, sách này gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Lão Hòa Thượng vừa nghe được tên quyển sách vô cùng vui mừng. Ngài mặc lên người chiếc áo cà sa mà Ngài yêu thích nhất, nói với mọi người mau mau chụp hình cho tôi đi. Đây là biểu pháp sau cùng. Nó mang ý nghĩa gì vậy? Nó chứng minh rằng bổn hội tập của cụ Hà Liên Cư là chân kinh, chứng minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chân chú giải, quyết định không có lấy một câu sai lầm. Thứ ba, chứng minh nhóm người chúng ta đi theo quyển sách này tu tập hơn 10 năm qua, con đường này không hề đi sai. Ngài làm ra ba chứng minh này. Đến ngày thứ ba thì Ngài vãng sanh. Các vị xem chiếc đĩa này của Ngài. Vào các ngày vãng sanh hôm ấy, Ngài đã đi vào buổi tối. Cả ngày, kể từ khi mặt trời mọc đến khi hoàng hôn, Ngài luôn ở trong vườn rau làm việc. Đến tối thì đi rồi. Không ai biết. Nhưng Ngài có nói với mọi người, chỉ là người ta không để ý. Làm việc mãi đến hoàng hôn, có người hỏi, Lão Hòa Thượng, trời tới rồi, có thể nghỉ tay được rồi. Lão Hòa Thượng nói với người ta thế nào? Sắp xong rồi, tôi sắp làm xong rồi. Làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Thế là tôi đến, Ngài liền vãng sanh. Mọi người không nghe ra. Cho nên, sau khi Ngài vãng sanh được 2 ngày, mới hồi tưởng lại, hơn 1 tháng gần đây, Lão Hòa Thượng đều đang muốn nói với mọi người, Ngài sắp đi rồi, Ngài đến để từ biệt, nơi nào Ngài cũng đến tham quan, đến khắp nơi tham quan một chút. Ngài đã biết trước ngày giờ, nhưng không nói với mọi người. Thấy được quyển sách này, quý như chân bảo, đại khái có lẽ là do A-di-đà Phật dặn dò Ngài. Chúng tôi đoán Phật nói với Ngài là, khi nào con gặp được quyển sách này, ta sẽ đến tiếp dẫn con đến thế giới cực lạc. Thế nên, nghe thấy quyển sách này, Ngài vui mừng khôn tả, bộ sách xuất hiện rồi, để cũng được lưu thông rồi. Mọi người đều biết niệm Phật vãng sanh. Tôi bảo đừng tiếp tục phê bình nữa. Phê bình chỉ khiến Phật Pháp suy vong. Tăng khen tăng mới khiến Phật Pháp hưng vận được. Phê bình lẫn nhau, đại chúng xã hội nhìn thấy, người học Phật như các anh đều tranh đấu khốc liệt đến thế. Thôi vậy, tôi không tham dự vào đâu. Không học Phật nữa, bạn khiến cho biết bao người thối tâm. Cái nhân quả này ai sẽ gánh lấy đây? Cả đời Lão Hòa Thượng thấy tất cả mọi người đều là người tốt, thấy mọi chuyện đều là chuyện tốt. Do đó, Ngài thường sanh tâm hoan hỷ. Ngài thấy mọi người chỉ có tán thán, không hề phê bình, càng không có chuyện hủy báng người ta. Gia hòa vạn sự hưng mà. Nhà không hòa, đại chúng xã hội sẽ khinh thường bạn. Người học Phật còn hủy báng lẫn nhau, còn không thể bao dung cho nhau. Giáo pháp này không đáng để học, còn không sánh nổi với một người tốt bình thường nữa. Đây là điều chúng ta nên phản tỉnh một cách sâu sắc. Nhà muốn hưng vượng thì gia đình phải hòa hợp, đoàn thể muốn hưng vượng thì đoàn thể phải hòa hợp. Xí nghiệp muốn hưng vượng, ông chủ với nhân viên phải giống như anh em vậy.
công ty chắc chắn sẽ thịnh vượng thôi. Đất nước phải hòa, lãnh đạo quốc gia với nhân dân cũng như anh em cha con, đất nước đó sẽ giàu mạnh, quốc gia sẽ hưng vượng. Thế giới muốn hòa bình thì những quốc gia khác nhau, dân tộc cũng khác, không cùng nền văn hóa, khác cả tín ngưỡng, phải đều là anh em tỉ muội một nhà, thế giới liền hài hòa thôi. Hết thảy mọi tranh luận, phân biệt chấp trước toàn là sai lầm. Chấp trước là nghiệp luân hồi. Xả bỏ chấp trước liền siêu việt sáu nẻo luân hồi. Mười pháp giới là do vô minh tạo nên. Vô minh chính là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, đối với hết thảy pháp sẽ không còn thấy mười pháp giới nữa. Nhất chân pháp giới liền hiện tiền. Người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương thế giới cực lạc, tu học pháp môn khác, chân thật làm đến được không khởi tâm, không động niệm, sẽ sanh đến thế giới Hoa Tạng, là báu độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, là báu thân của Phật Thích Ca, đều là Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân của Phật Thích Ca chính là Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân chỉ có một, không có hai. Tỳ Lô Giá Na có ý nghĩa gì vậy? Chính là thường tịch quang. Quang minh chiếu khắp. Thường tịch quang không có hai cõi thường tịch quang. Tên gọi rất nhiều, nhưng chỉ cùng một nghĩa. Chúng ta phải hiểu hết những tên đó, trở về thường tịch quang, đồng nghĩa chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Chứng đắc pháp thân có thể hiện báo thân, có thể hiện báo đồ, có thể hiện mười pháp giới, có thể hiện sáu cõi. Hiện những pháp này không gì khác vì muốn phổ độ những chúng sanh còn mê hoặc điên đảo, chưa chịu giác ngộ, chưa trở về được. Chư Phật Như Lai đều không bỏ rơi một ai. Các ngài dùng báo thân, dùng ứng hóa thân để làm Phật sự, để giáo hóa chúng sanh. Vì thế chúng ta xem đến chỗ này, sâu sắc thể hội. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hơn, tam học nhất nguyên Phật Pháp, liền hưng khởi ngay. Tam học là do người xưa đem giáo pháp cả đời của Thế Tôn phân thành ba loại lớn. Loại thứ nhất gọi là giới luật, loại thứ hai là thiền tông, thứ ba là giáo hạ. Toàn bộ đều bao gồm hết vào trong đó. Chẳng kể là giới hay định hay giáo, đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Chỉ có một vị thầy thôi, chúng ta phải hòa mục, đừng tranh luận gì cả. Hễ có tranh luận là sai ngay. Nếu bạn phê bình, coi như bạn đang phê bình Đức Phật rồi. Bởi vì giáo là do Phật thuyết, đạo lý này nhất định phải hiểu. Đừng để có tình trạng thiên kiến bè phái. Tôi đây là chánh pháp, anh là tà pháp. Có loại suy nghĩ này, tâm bạn là tà rồi. Làm gì còn chánh pháp nữa? Chánh pháp là một đời.
Hải Hiền Lão Hòa Thượng chưa hề phê bình qua bất kỳ một người nào, chưa hề chê bai bất kỳ pháp môn nào. Ngài đối với hết thảy mọi người đều tôn trọng với tất cả pháp. Nhìn thấy mọi người ý như nhìn thấy Phật vậy, thấy tất cả pháp như thấy chính mình, mỗi ngày đều giống như thọ trì kinh điển Phật hiệu vậy. Đây gọi là người thật tu, thật đáng được mọi người tôn kính. Mọi người vẫn còn muốn tranh, vậy thì còn cách gì được nữa? Họ muốn khiến cho Phật giáo bị hủy diệt, cũng còn may không có ai phê bình. Phật hiệu A-di-đà Phật là sai lầm, là tà pháp, chưa có chuyện này, không có ai nói như vậy cả. Thế thì chúng ta cứ niệm một câu A-di-đà Phật, cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng sẽ thành công thôi. Bạn xem, lão nhân gia 112 tuổi, đó là điều đáng để mọi người ngưỡng mộ nhất. Đầu óc tỉnh táo, sức khỏe dồi dào, 112 tuổi mà còn leo lên cây hồng, mắt không bị hoa, còn có thể sợ kim, mây áo. Thể lực của Ngài đại khái giống như người 40, 50 tuổi vậy, biểu diễn cho chúng ta xem. Một câu A-di-đà Phật là được. Mọi người nói kinh này không tốt, kinh đó không tốt, thế thì kinh nào cũng không cần. Ta chỉ cần một câu A-di-đà Phật là được. Một câu A-di-đà Phật có thể niệm đến tâm thanh tịnh, bạn liền chứng quả A-la-hán. Niệm đến tâm bình đẳng, bạn thành Bồ-Tát. Niệm đến phá được vô minh, bạn liền thành Phật. Pháp thân đại sĩ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật là thành công rồi. Vì sao? Vì một tức tất cả, tất cả tức một. Câu này được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Câu Phật hiệu này chính là tổng danh hiệu của hết thảy chư Phật Bồ Tát. Bằng niệm A-di-đà Phật đồng nghĩa không hề bỏ sót bất kỳ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào, toàn bộ đều gói chọn hết trong đó. Niệm một tiếng A-di-đà Phật, tất cả mọi kinh điển được thuyết bởi chư Phật Bồ Tát cũng thấy đều nằm hết trong danh hiệu này, một bộ cũng không sót, toàn bộ đều niệm đến cả. Mọi người phải hiểu được cái lý này, đạo lý này nhà lượng tử lực học hiện đại đều hiểu được. Trong Kinh Đại Thừa có nói đến hạt cải nạp tu di. Hạt cải rất nhỏ, trong đây có núi tu di, có cả đại thiên thế giới. Ai có thể đến được cảnh giới đó, Bồ Tát Phổ Hiền, có thể nhập vào cõi nước vi trần. Vi trần rất nhỏ, cực vị sắc, trong đó có đại thiên thế giới, không khác gì so với thế giới bên ngoài, đại tiểu bất nhị. Có bản lĩnh cỡ như Hải Hiền Lão Hòa Thượng liền có thể nhập vào pháp giới vi trần. Làm ra tấm gương sống động cho chúng ta xem, mong sao chúng ta đừng tiếp tục tranh nữa. Cứ thật thà, chung thật làm đệ tử Phật, làm đệ tử của Ngài Hải Hiền. Với người vô tranh, với đời vô cầu, tâm bạn sẽ thanh tịnh, tự tại biết dương nào. Câu Phật hiệu này niệm được thành thục rồi, pháp hỷ xuống bản, thường sanh tâm hoan hỷ,
Thế thì đúng rồi. Nếu như đối với cái lý này còn chưa thật thấu triệt, vẫn còn nghi hoặc, thế thì bạn hãy học bộ kinh này. Tôi khuyên mọi người, bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư với bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có thể giúp chúng ta xây dựng tính tâm, kiên cố tính tâm, kiên cố nguyện tâm, vĩnh viễn không thoái chuyển, cứ thế mà niệm mãi, chúng ta cũng sẽ có thành tựu giống như Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Lần này chúng ta đến cái cõi này coi như không uổng phí. Gặp được mấy vị đại thiện chi thức này thật chẳng dễ gì, thật là may mắn không gì bằng. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Giới định huệ tam học đều ngay nơi câu Phật hiệu này. Định cùng giới, đạo cùng giới, câu Phật hiệu này viên mãn đầy đủ cả giới định huệ. Chỉ cần bạn thật sự niệm, niệm đến mức không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần chính là nơi tu hành. Nhìn thấy rõ ràng là huệ, như như bất động là định. Không phân biệt, không chấp trước chính là giới. Giới định huệ viên mãn đầy đủ ngay trong câu Phật hiệu này. Biểu pháp theo như ý nghĩa biểu pháp của vị thứ nhất, chúng ta lựa chọn pháp môn này, chúng ta sẽ là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Thật khó được. Vị thứ hai, Xá Lợi Phất đại biểu cho trí huệ đệ nhất, Một Kiền Liên đại biểu cho thần thông đệ nhất. Thần thông đại diện cho đức năng, trí huệ với đức năng. Nếu không có trí huệ, đức năng cứu cánh viên mãn, sẽ không tin vào pháp môn này. Họ vẫn cho rằng có pháp môn khác cao hơn pháp môn này. Vị thứ tư chính là Sơ Tổ Thiền Tông đến biểu pháp. Biểu cái gì vậy? Chính là câu A Di Đà Phật này, là vô thượng thâm diệu thiền. Lời này là do Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Đại Tập. Đó không phải lời nói dối. Trong câu Phật hiệu này có thiền tông viên mãn, chính là biểu cái ý này. Công án Niêm Hoa Vi Tiếu của Tôn giả Ca Diếp trong Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh cũng nêu ra cho chúng ta rồi. Niêm Hoa Vi Tiếu là thật không hề giả. Càng thâm diệu không gì bằng, chính là câu Phật hiệu này. Quá diệu rồi. Vì thế, Ngài ở chỗ này biểu thị rằng thiền tịnh không hai. Ngày nay muốn học thiền, chẳng dễ gì tìm được một vị thầy tốt.
thiền với mật đều cần phải có thể rất giỏi đến dẫn dắt bạn. Hơn nữa, lúc bạn chưa thành tựu, bạn không được rời khỏi thầy của mình. Câu Phật hiệu này lại không cần điều đó. Phật hiệu chính là thiền thầm thâm nhất. Học giáo cũng cần phải có thầy chỉ đạo. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát, tư duy cho kỹ càng. Càng nghĩ về câu Phật hiệu này là càng thấy bất khả tư nghi. Thời đại này của chúng ta phải nói là cực kỳ may mắn gặp được biểu pháp của Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Niềm tin và tâm nguyện của chúng ta không bao giờ có thể lung lay được nữa. Hay nói cách khác, vãng sanh thế giới cực lạc, đời này của chúng ta nhất định thành tựu. Thành tựu sớm hay muộn là do tự chúng ta quyết định. Công phu chỉ cần thành phiến thì việc vãng sanh tự mình có thể quyết định được rồi. Dẫu vẫn còn thọ mạng, nhưng ta chẳng cần màng đến. Cầu Phật đến tiếp dẫn ta, Phật nhất định sẽ đến. Nếu như bằng lòng chịu biểu pháp như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, làm tấm gương người niệm Phật tốt để mọi người nhìn thấy, đây là việc mà A Di Đà Phật hoan hỷ nhất. Tâm chúng ta sẽ không khác gì tâm của Phật. Tâm của Phật chính là mong muốn hết thảy chúng sanh mau chóng thành Phật. Phương pháp thành Phật mau chóng chính là đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc đồng nghĩa bạn sẽ thành Phật. Đến thế giới cực lạc quyết định thành Phật. Chúng ta xem tiếp. Vì vậy, một bộ đại kinh dòng sau cùng là đúng là phó pháp truyền tâm. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc truyền pháp là y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong đại hội của Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi kinh, Phật đưa cành hoa lên và mỉm cười. Không ai biết vì sao Đức Phật lại cười. Chỉ có Tôn giả Ca Diếp hiểu được tâm Ngài, nên mỉm cười đáp lại. Phật bèn đưa cành hoa này cho Ca Diếp. Đó là truyền pháp, truyền tâm. Dùng cái này để biểu thị dùng tâm ấn tâm. Nay đưa Ngài Đại Ca Diếp ra để biểu thị cho thiền tịnh không hai. Tiếp theo là vị thứ năm, Tôn giả A Nan vân vân thành bậc thượng thủ. Chủ yếu là nói Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là đại biểu cho giáo hạ. Ngài là người truyền giáo,
bản đường, ống dịch là A Nan Đà, gọi tắt là A Nan. A Nan là tiếng Phạn, là dịch âm. Dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là khánh hỷ, hoan hỷ. Còn dịch là vô nhiễm. Ngài là con của Bạch Phạn Vương, là em họ của Phật, sinh trong ngày Phật thành đạo, Phật Thích Ca thành đạo, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tin tức này truyền đến tai vua Tịnh Phạn. Tịnh Phạn Vương nghe tin Thái Tử thành Phật, lại nghe trong cung sanh con trai, em trai vua Tịnh Phạn sanh được con trai. Em trai ngài là Bạch Phạn Vương, phụ thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tịnh Phạn Vương. Vì thế vua Tịnh Phạn càng vui mừng hớn hở, song hỷ lâm môn, nên ngài nói rằng hôm nay là ngày Cát Tường, đại các đại lợi, bèn nói với người truyền tin, đứa trẻ này hãy đặt tên là A Nan. Cái tên A Nan này là do vua Tịnh Phạn đặt cho ngài, chính là mang ý nghĩa hoan hỷ. Hơn nữa, tôn giả đoan chánh thanh tịnh như tấm gương trong vắt, trông thấy hình dạng ngài, nghe tiếng ngài, xem uy nghi của ngài, không ai chẳng hoan hỷ, nên đặt tên như vậy. Cái đoạn này được nói vào thời gian nào? Chính là lúc A Nan chào đời. Tướng hảo, điều là biểu pháp. Chúng ta từ chỗ này thể hội được nhân sanh bất nhật, thể lộ chân thường. Đây chính là thể lộ chân thường. Vì sao ngài vừa đến thế gian, sáu căn của ngài tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là gì vậy? Đây là dùng chân tâm. Thuần tịnh, thuần chân, tưởng do tâm sanh, cho nên tướng ngài đẹp đẽ. Trẻ con lúc vừa mới chào đời 100 ngày, trong vòng 100 ngày bạn nhìn chúng thử xem vẻ ngoài đẹp đẽ. Một trăm ngày sau, từ từ bị ô nhiễm, do chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài, chúng nhận ra ai là cha, ai là mẹ. Đồng nghĩa chúng bị ô nhiễm rồi. Trong vòng 100 ngày, chúng vẫn chưa biết bất kể người nào đến nựng chúng, ôm chúng, chúng đều mừng cả, chúng không cự tuyệt. Nhưng khi nhận ra người lạ rồi, người ta đến ôm, chúng sẽ không chịu, sẽ từ chối. Chúng biết lựa chọn rồi. Đây là vọng tâm. Dùng chân tâm là Phật. Lão Tổ Tông Trung Quốc của chúng ta cũng rất phi phàm. Các ngài biết tánh người bốn thiện. Lời này là do Lão Tổ Tông nói ra khi Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc. Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc đã biết, đã đem câu này viết thành câu đầu tiên trong sách giáo khoa dành cho nhi đồng. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh dạy rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Câu nhân chi sơ này có thể giải thích là
con người chào đời vừa mới 100 ngày. Trong 100 ngày này, bạn hãy tỉ mỉ quan sát đứa trẻ mà xem. Tánh chốn vốn thiện. Người xưa có trí huệ, có đức hạnh, nhìn thấy hiện tượng này liền biết rằng tánh tương cận, tập tương viễn. Cái tánh này cũng giống như cái tánh của thánh nhân vậy. Người Trung Quốc tôn trọng thánh hiền. Cổ thánh tiên vương Diêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công đều là bậc đại thánh đại hiền thời Trung Quốc cổ đại, mà hậu nhân đều ngưỡng mộ, đều mong muốn học hỏi với họ. Cái gọi là tánh tương cận, tập tương viễn, khi bạn minh bạch được cái lý này thì phải làm sao? Muốn làm thế nào để có thể lưu giữ được cái bổn tánh ấy và làm mờ nhạt tập tánh hết mức có thể? Muốn vậy cần phải dùng phương pháp gì? Dùng giáo học. Cậu bất giáo, tánh nại thiên. Giáo chi đạo, quý vị chuyên. Lý niệm giáo dục của Trung Quốc đều bắt nguồn từ đây. Vì sao phải dạy? Dạy như thế nào? Tám câu đầu trong Tam Tự Kinh. Là trí huệ, lý niệm và phương châm giáo dục của người Trung Quốc mà không tìm thấy ở nơi khác trên thế gian này. Đây là chân lý. Vì thế, người Trung Quốc hiểu được tầm vóc của giáo dục, khắp thế giới này không thể tìm thấy quốc gia nào khác. Người châu Âu rất bội phục. Tôi ở Úc, sống tại vùng Tu Bomba. Ở cái chấn nhỏ này có một trường đại học, là trường đại học Southern Queensland. Hiệu trưởng trường học đó tặng cho tôi một bằng học vị tiến sĩ. Cái ngày tôi nhận học vị này, buổi trưa, hiệu trưởng có mời tôi dùng cơm. Còn có mấy vị giáo thọ ngồi cùng. Trong đó có một người là trưởng giáo vụ trong trường của họ. Ông ta nói với tôi một sự việc. Ông ấy bảo trước Thế chiến thứ hai, tức là trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, châu Âu có một số học giả nghiên cứu ba nền văn minh cổ trên thế giới đều bị diệt vong. Vì sao chỉ có Trung Quốc là vẫn tồn tại? Họ đưa ra một mệnh đề như vậy. Đại khái nghiên cứu hết nửa năm đến một năm, sau cùng rút ra một kết luận. Có thể là do người Trung Quốc xem trọng quan hệ giáo dục gia đình,
Tôi nói với trưởng giáo vụ, tôi bảo cái đáp án này là chính xác, không sai chút nào. Những học giả này rất đáng mến. Họ đã tìm ra nguyên nhân đích thực của vấn đề này. Người Trung Quốc am hiểu về giáo dục. Làm thế nào để gìn giữ cho con trẻ những năm tháng hồn nhiên ngây thơ của chúng càng dài càng tốt. Do đó, đối với việc dạy dỗ con cái, họ coi trọng việc thai giáo, tức là lúc người mẹ mang thai, là đã bắt đầu giáo dục thai nhi rồi. Vậy thế nào vậy? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của mẹ đều gây ảnh hưởng đến đứa con. Vì vậy trong suốt 10 tháng này, người làm mẹ làm mọi thứ đều phải hợp lẽ, không được có ác niệm, trọng tâm thường sanh lòng hoan hỷ. Những gì tiếp xúc đều là mặt tốt, suy nghĩ phải ngay thẳng chánh trực, lời nói đoan chánh, hành vi đúng đắn chuẩn mực, tất cả điều bất thiện, xấu ác đều không được có. Theo như ghi chép trong lịch sử, mẹ của Chu Văn Vương lúc mang thai Văn Vương, bà đã hiểu về thai giáo. Trong 10 tháng này, bà không bao giờ thốt ra những lời ngông cuồng, mắt không nhìn sắc xấu ác, những thứ không tốt bà đều không xem, tai không nghe tiếng khiếm nhã. Bạn xem, bà có trọng việc giữ thân khẩu ý phải đoan chánh, thì con trẻ sanh ra đời mới dễ nuôi, dễ bảo. Sau khi chào đời, lại cần cắm gốc giáo dục cho chúng. Trong vòng 1.000 ngày, tức là trẻ con từ lúc chào đời, bắt đầu từ hôm đó, khi chúng mở mắt chào đời, chúng biết nhìn, biết nghe là chúng đang học cách bắt chước rồi. Vì thế, ở trước mặt con cần phải giữ lễ. Đồng nghĩa, những gì không nên để chúng thấy thì tuyệt đối không được cho chúng nhìn, không cho chúng nghe, không để chúng tiếp xúc được. Người mẹ phải trông chừng con thật cẩn thận trong 3 năm này, để những gì chúng nhìn thấy trong 3 năm đó đều là nhân nghĩa đạo đức, đều là hiếu đệ trung tín. Chỉ nên thấy những điều này, còn mặt trái thì không được để chúng nhìn thấy. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc xưa có câu 3 tuổi xem 80. Trong 1.000 ngày này, lo mà cắm gốc cho vững, để đến lúc 80 chúng cũng không bao giờ thay đổi. Vì sao? Vì nền tảng đã được xây dựng quá vững vàng rồi. Vì vậy, loại lý niệm này của Trung Quốc vẫn được lưu truyền mãi. Đại khái trước khi bước vào thời kỳ dân quốc 100 năm, dân quốc chiến loạn, thế sự nhiễu nhương, bá tánh sống trong cảnh lầm than, nên mọi người đều lơ là mất sự việc này. 100 năm trước, các cụ đều hiểu được. Người đọc sách coi trọng thai giáo. Vì thế, mãi cho đến thời kỳ kháng chiến, vẫn có người chống nghĩa xuất hiện. Những người đó đều là người có nền gia giáo đàng hoàng. Chân thật vì quốc gia, vì nhân dân, hy sinh không tiếc thứ gì. Hiện nay giáo dục xã hội mất rồi,
xã hội hiện thời thế nào đây? Không còn luân lý, không còn đạo đức, chẳng còn nhân quả. Giữa người với người đã không còn niềm tin vào nhau, không còn thành tín. Ai cũng mang theo lòng ngờ vực, đều là tự tư tự lợi. Cho nên bao nhiêu năm qua tôi ở trên quốc tế, tham gia không ít hội nghị hòa bình quốc tế, hơn một nửa đều là do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Bạn bè bằng hữu của chúng tôi, những người đến tham gia đại hội này, họ đối với việc liệu thế giới ngày nay còn có hòa bình hay không, ai cũng đều mang cái nghi vấn đó, không dám tin rằng thế giới này còn có thể có hòa bình. Nhưng họ lại tin cái gì? Tin là thế giới này sẽ bị hủy diệt. Điều đó đáng sợ biết mấy. Vì sao? Vì người hiện nay cứ cạnh tranh nhau. Từ nhỏ đã được dạy cạnh tranh rồi. Cạnh tranh nâng lên chính là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên chính là chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với diệt vong. Chiến tranh thời nay là chiến tranh vũ khí hạt nhân, chiến tranh hóa học, có người có khả năng tiêu diệt hết toàn bộ mọi sinh vật trên trái đất. Do đó, tiến sĩ Tha Ân Tị có nói, đi theo lối tư duy của phương Tây, loại suy nghĩ và cách nhìn nhận này sẽ hủy diệt con người trên trái đất. Ông có nghiên cứu đối với Đông Phương. Nếu như dùng truyền thống văn hóa Trung Quốc của phương Đông, thế giới này sẽ được cứu. Không những được cứu, mà tương lai người của toàn thế giới còn có thể sống những ngày hạnh phúc, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc mỹ mãn. Ông có nói như thế. Hơn nữa vào những năm cuối đời, ông vô cùng có niềm tin vào chuyện này. Ông đem tất cả hy vọng đều gửi gắm lên người Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc, ông biết tuy đất nước Trung Quốc vẫn còn động loạn, nhưng người Trung Quốc dẫu sao cũng có 5.000 năm lịch sử. Trong nội thống khổ ấy, họ sẽ biết phản tỉnh, họ sẽ biết tìm về truyền thống văn hóa. Thế thì liền có thể cứu vớt Trung Quốc, cứu toàn thế giới. Hết sức khó được. Năm nay chúng tôi ở Paris có tham gia hoạt động mừng lễ Phật đản của đạo Phật. Tuy tôi không tham gia, nhưng đồng học chúng tôi có không ít người tham dự. Nghe nói có không ít bạn bè, những người có niềm tin đối với việc thế giới này có thể còn có hòa bình càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt. Đặc biệt là tập chủ tịch của Trung Quốc trong chuyến viếng thăm châu Âu, ông có hơn 100 buổi diễn giảng. Mỗi một buổi nói chuyện, ông đều nhắc đến sự ưu tú của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Các đại sứ đại biểu của Liên Hiệp Quốc, họ nghe rồi hết sức cảm động. Đây là một sự khởi đầu rất tốt đẹp. Mong sao mọi người cùng nhau nỗ lực, đặc biệt là Đài Loan. Đài Loan vẫn còn lưu giữ lối chữ phồn thể. Đối với truyền thống văn hóa, khu vực này lưu giữ có phần tương đối nhiều hơn, nhưng mọi người phải thật sự chịu học.
Tôi thấy các đồng học có đưa cho tôi một bản là những tin tức quan trọng trong tuần này. Trong đó có một mục viết: trong nước Trung Quốc có hơn 40 trường đại học danh tiếng. Họ mở một hội nghị bàn về việc muốn đem giáo dục truyền thống văn hóa khôi phục lại ở các trường. Đây là một việc đáng mừng. Lúc trước chưa hề nghe nói đến. Hiện nay các trường đại học này chính thức muốn mở khóa. Cho nên đó là việc tốt. Chúng tôi nghe tin này cũng hết sức vui mừng. Tôi thấy đoạn kinh văn này cảm thấy rất cảm động. Tức là trẻ con đoan chánh thanh tịnh, thấy hình nghe tiếng, thấy những hành động của chúng sinh lòng hoan hỷ. Chúng ta xem tiếp phần sau. Ngoài ra tôn giả theo Phật vào Long Cung, Thiện Cung, tâm không ham đắm nên có tên là Vô Nhiễm. Chuyện này là tôn giả A Nan theo Phật vào Thiên Cung. Phật ở Thiên Cung thuyết pháp, A Nan cũng cùng theo vào. Phật thuyết pháp ở Long Cung, A Nan cũng đi theo. Đối với Thiên Cung hay Long Cung, tâm A Nan vẫn rất thanh tịnh, không có khởi lên tâm vui thích, tức là tâm vô lạc, lạc tức là yêu thích, không có tham đắm. Đây gọi là vô nhiễm, thanh tịnh vô nhiễm. Kinh Niết Bàn gọi A Nan là bậc đa văn. A Nan là bậc đa văn đệ nhất trong số đệ tử Phật. Vì vậy, sau khi Phật diệt độ, lúc kết tập kinh tạng là do A Nan trùng tuyên lại, lặp lại những gì Phật giảng qua một lần. Có 500 vị A La Hán tác chứng, chứng minh những gì A Nan trùng tuyên là không sai, chứng tỏ Phật năm đó đích thực cũng nói như vậy. Cứ thế viết lại rồi soạn thành kinh điển lưu truyền cho hậu thế. A Nan lại được tôn giả Ca Diếp khen rằng nước biển cả Phật pháp chảy vào tâm A Nan nên được gọi là đa văn đệ nhất. Phía sau có một chữ đẳng. Chữ đẳng này dùng rất hay. Vì sao vậy? Vì bản nguy dịch kể tên 31 vị đều là biểu pháp. Bản nguy dịch là bản dịch của Khang Tăng Khải, cũng là bản được lưu thông rộng rãi nhất, là một trong năm loại nguyên bổn dịch. Phần đại chúng biểu pháp ở phía trước có 31 vị. Từ chỗ này, lão cư sĩ Hà Liên Cư chỉ dùng có 5 người. Những người khác ngài được bỏ đi nên dùng chữ vân vân. 5 người này vô cùng quan trọng. Dùng chữ này để chỉ chung các vị còn lại, khiến cho việc hội tập không bị sót. Những người khác vẫn còn hơn 20 vị. Là bậc thượng thủ
Thượng thủ hiện nay trong Phật môn, Phổ Tọa Hòa Thượng được gọi là Thượng thủ, địa vị cao hơn hết trong đại chúng, gọi là Thượng thủ. Số lượng các vị Thượng thủ trong các kinh chẳng đồng. Chẳng hạn như trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, Đại sư Huyền Trang phiên dịch kinh A Di Đà, trong số 1250 vị Đại Bí Xô, nêu tên 4 vị: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nê Lục Đà là Thượng thủ. Đây đều là do người phiên dịch tự mình quyết định. Điều quan trọng nhất của bậc Thượng thủ chính là biểu pháp. Biển là ý nghĩa biểu pháp được hiển bày ra là được rồi. Kinh này ý là bộ hội tập của cụ Hà Liên Cư hiện thời, thì năm vị như Kiều Trần Như vân vân làm Thượng thủ, chỉ liệt kê ra năm vị. Họ là Thượng thủ trong các đại tôn giả, hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Chứng tỏ những vị biểu pháp này đều không phải người tầm thường, đều là người có thân phận, có địa vị ở trong hội của Đức Phật. Chúng ta thông thường hay nói là có tu có chứng, nên dùng các ngài để biểu pháp. Xin xem tiếp một đoạn bên dưới. Xét ra câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt vốn là câu khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát. Bây giờ các ngài đã đến nơi này rồi, tất cả đại thánh, đại thánh là pháp thân Bồ Tát, các ngài đã đại triệt đại ngộ, cho nên gọi là thần thông đã đạt. Thần thông đã đạt đến mức gần viên mãn rồi, chính là lấy cái ý này. Câu này là lời ca tụng pháp thân Bồ Tát. Hiện giờ trong hội Vô Lượng Thọ này, số tỳ kheo Thanh Văn này dùng lời tán thán Bồ Tát để ca ngợi họ, như thế có quá lời chăng? Phần sau có giải thích. Trên thực tế, chúng ta nhất định phải biết, một vị Phật xuất thế, ngàn Phật theo hộ, không như người đời chúng ta. Người đời có đố kỵ, có chướng ngại, Phật không có. Trong cái hội này, ai là chủ tịch? Chư Phật Như Lai đều hộ trì, đều tán thán cả. Đây là chuyện rất bình thường. Một người là chủ, những người khác đều là bạn. Người chủ này không phải là độc nhất, nhiệm nhất, mà ai cũng có thể làm chủ, ai cũng có thể làm bạn. Chủ bạn viên dung, không có tranh chấp qua lại. Trong hội này, Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ,
những bậc thường thủ này toàn bộ đều là cổ Phật tái lai. Đều là như vậy cả. Nếu không phải người của thế giới Ta Bà thì là pháp thân đại sĩ ở thế giới phương khác. Đến thế gian này thì hiện thành thanh văn, thì hiện thành trưởng giả cư sĩ, đến để hộ trì Phật Pháp, toàn là chư Phật với pháp thân Bồ Tát. Phần sau có nói, như Kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, trong này có nói, cùng chúng 4.000 đại tỳ kheo, 8.000 Bồ Tát, hết thầy đại chúng thần thông đã đạt. Trường hợp này trong Kinh Đại Thừa có rất nhiều. Kinh đây dùng lời khen ngợi công đức Bồ Tát để ca tụng thanh văn là ngụ ý các vị thánh chúng thường theo hầu Phật vốn là pháp thân đại sĩ ẩn bổn thùy tích, hoặc là thánh chúng phương khác giúp Phật hoàn hóa, đóng vai trò những người gây ảnh hưởng. Câu hết thảy đại thánh chỉ bổn địa của họ, ý là thân phận vốn có của các ngài. Họ là cổ Phật tái lai, là pháp thân Bồ Tát tái lai, hoặc là Phật Bồ Tát từ thế giới phương khác đến, đến thế giới này để làm người gây ảnh hưởng. Họ không phải người phàm, không phải tiểu thừa, chính là có ý như vậy. Nói hết thảy đại thánh là chỉ cho bổn địa của họ, vốn là Phật Bồ Đề rốt ráo. Huống hồ Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm có nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây là sự thật không hề giả. Phật không bao giờ vọng ngữ. Trong mắt của Đức Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều là Phật thật, không phải Phật giả. Chỉ là hiện nay thế nào? Hiện nay mê rồi. Bị vô minh phiền não mê rồi, bị trần sa phiền não, với kiến tư phiền não mê rồi. Mang theo ba loại phiền não này mê hoặc mất tánh Phật của mình. Nhưng họ là Phật thật, không phải Phật giả. Chỉ cần buông bỏ ba loại phiền não này, bạn chẳng hề khác gì so với chư Phật. Bạn là Phật thật, cho nên Phật thật là bổn, chỉ bổn địa của họ. Chúng tôi tin rằng không những các ngài là Phật thật, chúng tôi còn tin tất cả chúng sanh đều là Phật thật. Học Phật thì phải khẳng định đối với sự việc này. Không khẳng định điều này, chúng ta sẽ không cách gì thành Phật được. Cho nên cổ nhân Trung Quốc khi biên soạn giáo trình, bạn xem soạn sách giáo khoa dạy cho các cháu nhi đồng, câu đầu tiên nói với chúng, những chi sơ tánh bổn thiện. Đó là gì vậy? Là đại đạo lý. Mục đích của việc học giáo dục nằm ở đâu? Chính là dạy bạn trở về với cái tánh vốn thiện ấy. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Giáo dục Phật Đà chính nhằm dạy cho chúng ta trở về với cái vốn có ấy, vốn dĩ là Phật. Thế thì giáo học ấy liền viên mãn. Vốn dĩ là Phật, đồng nghĩa trí huệ là thứ bạn vốn có sẵn, không nằm bên ngoài. Bên ngoài không có trí huệ. Tâm ngoài vô pháp, pháp ngoài vô tâm. Cái lý này nhất định chúng ta phải hiểu.
Tri thức là thứ vốn sẵn có trong tự tánh, trí huệ cũng là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Tâm càng thanh tịnh, trí huệ càng lộ ra. Tâm thanh tịnh thì hiển lộ ra trí huệ nhỏ, A-la-hán có, mà Bích Chi Phật cũng có. Bồ-Tát thì lưu lộ ra đại trí huệ. Vì sao? Vì Bồ-Tát bình đẳng. Các vị phải nhớ, bình đẳng là Bồ-Tát, thanh tịnh là A-la-hán. Tâm chúng ta không thanh tịnh, có danh văn lợi dưỡng, có phải quấy nhân ngã. Có tham sân si mạng, có thất tình ngũ dục, đây là ô nhiễm, là không thanh tịnh. Ô nhiễm nên mới gọi là phàm phu sáu nẻo. Thanh tịnh chính là A-la-hán. A-la-hán buông bỏ những thứ kiến tư phiền não, các ngài sẽ bỏ hết rồi. Nâng lên thêm một tầng nữa là Bồ-Tát. Bồ-Tát không những không có kiến tư phiền não, mà ngay cả trần sa phiền não cũng buông rồi. Trần sa phiền não do đâu mà có? Do phân biệt mà có. Có phân biệt liền không bình đẳng, không phân biệt tâm bình đẳng liền hiện tiền. Bình đẳng mới có đại triệt đại ngộ. Định lực của A-la-hán chưa thể đạt đến đại triệt đại ngộ. Vì sao? Vì tâm họ chưa bình đẳng. Họ có tâm thanh tịnh nhưng chưa có bình đẳng. Tâm bình đẳng mới có thể đại triệt đại ngộ. Giác chính là đại triệt đại ngộ. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Cho nên các vị này vốn là pháp thân đại sĩ, ẩn bổn thùy tích, chính là hóa thân, dùng ẩn hóa thân đến thế gian này, lấy thân phận là một tỳ kheo, là thân phận của người thế gian, thân phận tiểu thừa. Các ngài thì hiện thành những người như vậy, hoặc là thánh chúng phương khác, những người có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi này thành Phật, giáo Phật. Nếu xem người kia là oan gia, người này là đối đầu, tôi yêu người này, tôi ghét kẻ kia, đó là những hành động ngu si mông muội, không hiểu một chút gì về chân tướng sự thật, rất đáng thương. Quý vị đang tạo nghiệp trong đó. Vậy thì thọ báo tạo nghiệp ở đây, oan oan tường báo đến lúc nào mới hết? Không bao giờ dừng. Nỗi khổ không phải một đời, đời đời kiếp kiếp. Vậy thì không gặp được Phật Pháp sẽ thế nào? Biết được chuyện này mới hiểu được cái hay của Phật Pháp. Không phải Phật Pháp làm sao chúng ta hiểu được, hay là vẫn mờ mịt luống cả một đời. Cái đời này tạo bao nhiêu nghiệp? Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thiện ác không bao giờ mất cả. Nhất định phải nắm rõ vấn đề này. Tôi đã làm nhiều việc xấu, tôi làm nhiều việc thiện để đắp đổi lại. Không được, thứ nào có báo của thứ đó. Thiện có báo của thiện, ác có báo của ác. Thiện ác không thể bị mất đi. Đấy là vấn đề không thể lãng quên. Nếu bản thân chúng ta không chịu quay đầu, không biết hối lỗi, cho dù Phật Bồ Tát có từ bi cũng không thể cứu được. Vấn đề đó mới gọi là nghiêm trọng, không giúp được. Chúng ta muốn Phật Bồ Tát giúp chúng ta, bản thân chúng ta phải giúp mình trước. Đầy đủ tất cả điều kiện, Phật Bồ Tát tự nhiên đến giúp.
Bởi thì phá hoại tăng đoàn, suy rộng ra là phá hoại việc tốt người khác, đều là những tội lỗi nghiêm trọng, nghĩa là đã kết ân oán nặng nề với người khác. Phần tiếp theo đưa ví dụ dẫn chứng kinh A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch. Trong đó có đoạn có tội ngũ nghịch, nhược tộc tánh tử, tộc tánh nữ, tộc tánh. Ở đây không phải người thông thường, mà là cùng họ tộc tánh, cùng họ cùng dân tộc, cùng một nước. Cũng có thể nói là nhà giàu, những nam nữ này di thử ngủ bất cứ tội, ở đây là tạo tác, nghĩa là tạo tác năm thứ tội nặng, Phật cũng không thể cứu. Ngũ nghịch tội ở đây là năm tội nặng, phải đọa địa ngục lập tức. Quả báo của người này tạo chắc chắn sẽ đọa địa ngục, không chút hoài nghi. Tại sao phải đọa địa ngục? Phần trước đã nói rất nhiều. Năm loại đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm loạn tăng chúng, làm những điều ác với chỗ Như Lai. Nội ý ác trước Phật Bồ Tát, ở đây chỉ làm chảy máu thân Phật. Ác ý ở đây là muốn hại Phật. Ngày nay là nội ác ý muốn hủy diệt Phật giáo. Việc này giống như tội kia tiêu diệt chánh pháp. Làm loạn tăng chúng là phá hoại tăng đoàn hòa hợp. Năm thứ này là nghiệp vô gián, chịu khổ báo địa ngục vô gián. Người nào làm? Ngu si. Người tham sân si mạng, họ sẽ làm những việc đó. Bởi thì năm loại tội nghiệp này, thông thường một loại sẽ kéo theo bốn loại khác, họ mắc tất cả. Bởi thì tội này mới nặng. Rất ít thì chỉ phạm một trong năm tội nặng đó, một loại sẽ kéo theo những loại khác. Bởi thì nó trở thành tội nghiệp cực nặng. Đừng bao giờ đụng vào nó. Phật pháp được coi là bảo. Bảo là thứ người thế gian trân quý. Có được bảo vật,
không những có thể đầy đủ nhu cầu sinh hoạt vật chất, mà còn nâng cao đời sống tinh thần. Đó là tác dụng của bảo. Phật Pháp thật sự mang đến cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu vấn đề này. Khi đã hiểu rồi làm sao? Phải thực hành. Quý vị đã hiểu rồi gọi là nhìn thấu. Thật sự đã nhìn thấu chưa? Chưa chắc. Thật sự buông bỏ mới thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu mà không buông bỏ không gọi là thật sự nhìn thấu. Phật Pháp gọi là ngộ. Ở đây là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ chưa thể thọ dụng chân thật. Sau khi giải ngộ còn phải áp dụng. Áp dụng vào cuộc sống, áp dụng vào công việc, áp dụng vào đối nhân xử thế, đấy mới gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ phải thật sự lợi ích. Như vậy quý vị sống đời sống thế nào? Là đời sống của chư Phật Bồ Tát, không phải đời sống người phàm. Bởi thì không thể không đọc kinh sách. Không đọc là mãi mãi mê lầm. Giống như bốn chữ được nói sau đây: ngu si mông muội. Quý vị không đọc kinh thì sẽ như thế. Giải ngộ không ăn thua, phải chứng ngộ. Nhưng chứng ngộ phải trải qua giải ngộ. Quý vị không hiểu, làm sao buông được, làm sao biết cách. Hiểu rõ rồi, nắm bắt được rồi, ta biết buông thế nào, biết buông những gì. Giải ngộ là nhìn thấu. Nhìn thấu mới biết buông bỏ. Buông không được chứng minh quý vị vẫn chưa nhìn thấu. Quý vị cho mình đã nhìn thấu. Đúng thì đã hiểu rõ chuyện đó, nhưng thật ra chưa nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu quý vị phải buông bỏ được. Trên thân quý vị đang mệt mỏi vì gánh nặng. Người ta bảo buông bỏ thì thích thú. Tôi buông bỏ thích thú ngay. Gánh nặng đã đặt xuống rồi. Nhưng khuyên quý vị buông bỏ, quý vị không chịu. Quý vị không hưởng thụ được cảnh giới buông bỏ. Giải ngộ là giúp buông bỏ, buông bỏ lại giúp càng giải ngộ thêm một cấp. Phật Pháp không gì khác, từ sơ phát tâm đến Như Lai điện đều là buông bỏ giúp nhìn thấu, nhìn thấu giúp buông bỏ. Hai phương pháp này bổ sung cho nhau để đi đến cứu cánh viên mãn. Điều này 60 năm trước Đại sư Chương Gia đã dạy cho tôi, rất hiệu quả. Trong thời đại này, trong hoàn cảnh này, rất hiệu quả. Không bao giờ mất đi, không bao giờ thua, không bao giờ đọa lạc. Nếu biết ứng dụng sẽ thành công. Không biết áp dụng sẽ gặp trở ngại.